Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2022, Hội nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Hội nông dân xã Phục Lễ tổ chức lễ khánh thành nhà mái ấm nông dân năm 2022 cho gia đình hội viên nông dân Hà Thị Lý, thôn Mức, xã Phục Lễ. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể xã Phục Lễ. Gia đình hội viên nông dân Hà Thị Lý thuộc hộ nghèo, chồng chết sớm, một mình lo no toan kinh tế để trang trải cuộc sống gia đình gặp khó khăn về nhà ở không có điều kiện để sửa chữa và xây mới. Phát huy tinh thần ná nành đùm lá rách, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của chị Lý, Hội nông dân xã Phục Lễ, Hội nông dân huyện Thủy Nguyên cùng chính quyền địa phương đã khai thác nguồn kinh phí hỗ trợ để xây nhà mái ấm nông dân cho gia đình chị Hà Thị Lý. Sau thời gian khẩn trương thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 80m2 với tổng kinh phí là 600 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 3 triệu đồng, còn lại là do gia đình dòng họ hỗ trợ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tứ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Lý. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thị Tứ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và lãnh đạo địa phương nhấn mạnh: Việc hỗ trợ xây nhà mái ấm nông dân cho gia đình chị Lý thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Hội Nông Dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình dòng họ trong việc chăm lo, động viên, giúp gia đình chị Lý có nhà ở kiên cố, nâng cao chất lượng cuộc sống. Được biết, năm 2022, Hội Nông Dân huyện đã hỗ trợ xây mới 2 nhà, sửa một nhà với tổng kinh phí hỗ trợ là 80 triệu đồng với phương châm nghĩa tình chia sẻ. Những ngôi nhà mái ấm nông dân đã được xây dựng từ chính tình yêu thương, quan tâm chia sẻ của cán bộ hội viên nông dân của cả cộng đồng. Mỗi căn nhà chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc, đại diện gia đình chị Lý bày tỏ lời trân trọng cảm ơn cán bộ hội viên nông dân các cấp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã đóng góp hỗ trợ cho gia đình chị lý có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay giúp gia đình vơi bớt khó khăn động viên gia đình vươn lên ổn định cuộc sống trong ngày vui khánh thành lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể xã đã chúc mừng tặng quà gia đình chị hà thị lý nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống cuối buổi lễ các đại biểu đã làm lễ khánh thành và tham quan ngôi nhà mới trong niềm vui phấn khởi của hộ gia đình chị hà thị lý